Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Châu Đốc họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động quý 1 năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Quý 1 năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, doanh số cho dây từ đầu năm là 24.566 triệu đồng. Doanh số thu nợ là 21.159 triệu đồng. Tổng dư nợ là 268.757 triệu đồng, đạt 96,5% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 3.408 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ là 1,28% thông qua nguồn giống tín dụng ưu đãi các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đã lồng ghép các chương trình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách làm ăn, góp phần giúp các hộ thoát nghèo, hoạt động giao dịch xã ngày càng đi vào nề nếp. Công tác đôn đốc xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ rủi ro được quan tâm hơn hoạt động của tổ tiết kiệm và dây giống được duy trì ổn định, chấp hành nghiêm túc quy ước của tổ trong hoạt động thu lãi, gửi tiết kiệm, tham gia giao dịch hàng tháng theo quy định, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cuộc họp đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, nêu lên những khó khăn và tồn tại trong quá trình hoạt động, đồng thời triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 với các nội dung quan trọng. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động của các tổ tiết kiệm và dây vốn mở rộng tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tiếp tục thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, thực hiện tốt công tác quy động tiền gửi của tổ chức cá nhân, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã.